Tiếp tục trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phóng sự lễ khánh thành Thánh thất Cao đài Dallas do Võ Thành Nhân và Võ Thiện Toàn thực hiện. Vào sáng thứ Bảy, ngày 24 tháng 11 năm 2018, trước sự chứng kiến của quan khách và hàng trăm tín đồ cao đài, một nghi thức thượng phướng trang nghiêm và cắt băng khánh thành tại tiền đình Thánh thất Dallas đánh dấu lịch sử thêm một ngôi thờ phượng đức tin của người cao đài tị nạn tại Hoa Kỳ, được hình thành theo mẫu số 3 Thánh thất Cao đài Tòa Thánh Tây Ninh. Công trình xây cất Thánh thất Dallas kéo dài 10 năm, trong niềm tin tuyệt đối nơi Đức Chí Tôn Phật Mẫu của tín đồ cao đài tại thành phố Dallas nói riêng và của đông đảo đồng đạo tại hải ngoại nói chung. Tín đồ cao đài vì tự do phải xa quê hương, nhưng dù ở bất cứ nơi đâu có người cao đài, thì nơi đó có nơi thờ phượng đức tin Cao đài Thượng Đế. Tiếp tục nghi thức cắt băng khánh thành, một số quan khách được đưa vào nơi thờ phượng đức tin của tín đồ cao đài, cùng lúc chiêm ngưỡng các hoa văn và công trình kiến trúc bên trong thánh thất. Và sau đó, các quan khách và đồng đạo tiến vào phòng khánh tiết, tham dự nghi thức trước cờ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và Đạo Kỳ Cao Đài. Các anh chị thanh niên đại đạo điều khiển lễ chào cờ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ. Chương trình được tiếp tục với phần giới thiệu quan khách, chức sắc, chức việc và các phái đoàn cao đài đến từ các địa phương. Chúng tôi ghi nhận, bên cạnh sự hiện diện danh dự của Phó Thị trưởng và Nghị viên Hội đồng thành phố Garland, là quý vị đại diện Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo, báo chí truyền thông người Việt tại Dallas và các đồng đạo đến từ Washington State, Oregon, Bắc và Nam California, Colorado, Texas, Georgia, Tennessee, Maryland, Virginia, Massachusetts, Kansas và Việt Nam. Phái đoàn về tham dự lễ khánh thành đông nhất là phái đoàn thuộc Thánh thất Cao đài Wichita, Kansas. Tiếp tục là phái đoàn đại đạo thanh niên hội đến từ nhiều thành phố khác nhau về trợ giúp nhân lực trong việc tổ chức ngày hội lớn và cũng là dịp giới thiệu tân ban chấp hành đại đạo thanh niên hội tại Thánh thất Garland. Về tổ chức hành chánh đạo cao đài tại Thánh thất Dallas, chúng tôi được biết có 3 hương đạo với đầy đủ chức việc, nam, nữ, phụng sự cho các sinh hoạt của tín đồ cao đài tại Dallas. Và tiếp theo, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi một số phỏng vấn mà chúng tôi thực hiện được tại Dallas, Texas vào ngày 24 tháng 11 năm 2018 vừa qua. Tôi là chánh sĩ rừng nữ Lê Thị Hiệp ở Thánh thất Atlanta. Tiểu bang cho trà. Và khi mà thánh thất chúng ta có một phái đoàn qua đây thì có bao nhiêu người vậy thưa bà? Ở đây thì đi qua được 10 người. Đáng lý ra thì đi cũng đông lắm, nhưng mà những người đi xe phải ở lại vì thánh thất ở bên đó có 3 người mất. Thành ra các đồng đạo ở lại để làm hành lễ cái đám tang. Nên thành ra tôi đi máy bay đây chỉ có 10 người thôi. Và khi mà chúng ta đi tham dự một cái lễ khánh thành của một thánh thất thì cái niềm vui của người cao đài như thế nào vậy thưa bà? Trong lòng rất hân hoan vì mình thấy hãnh diện rằng tất cả trên nơi thế giới, tất cả mọi nơi đâu đều ước mong rằng có một cái thánh thất hay là đền thờ Phật Mẫu, để đó là cái nền tôn giáo cao đài của mình cũng còn vĩnh cửu hoài, nơi đâu cũng có, đó đều ước muốn và là hãnh diện. Và chúng ta có một cái niềm tin vào thế hệ thứ hai, thì cái niềm tin của bà như thế nào về những người cao đài ở thế hệ thứ hai mà họ đang trưởng thành và họ sẽ là những thành viên trụ cột của cao đài vậy thưa bà? Ở đây thì tất cả những người mà đi trước đều hy vọng rằng cái đàn thế hệ sau này nối tiếp cha ông, là nối tiếp theo con đường đạo đó. Nhưng mà theo tôi nghĩ, nếu được những đứa lứa trẻ đó mà nối tiếp là do đấng sanh thành, cha mẹ hoặc là những người chức sắc, những có nhiệm vụ ở trong đạo hướng dẫn các em. Chứ nếu để các em không chưa được hiểu được, thành ra điều cái đó là sự trưởng thành của mấy em và cái nền tương lai sau này là phải do từ phụ huynh người trong đạo và những người mà dạ về giáo lý, hiểu sâu về đạo cao đài giúp. Hy vọng là các em sẽ nối tiếp con đường đó cũng như cha ông đã bước qua đi. Xin được cảm ơn bà. Đặc xin cảm ơn tặng hỏi những anh chú. Tôi Nguyễn Văn Hai, chánh trị sự đầu hương thánh thất và điện thờ Phật Mẫu cao đài thành phố Wichita. Hôm nay chúng tôi hướng dẫn phái đoàn bổn đạo về dự đại lễ khánh thành thánh thất và điện thờ mẫu
Đà Lạt Phật Quật. Kính thưa anh Nhân, khi mà cái đoàn xe phái đoàn của chúng tôi về trước được cái khuôn viên Thánh Thất và điện thờ Phật Mẫu thì chúng tôi rất là vui mừng. Sau 10 năm tộc đạo ở đây đã tu bổ và cố gắng sơn phết trở lại để mà mừng cái ngày đại lễ. Mà ngày hôm nay thật là tất cả cái niềm vui của người tín đồ Câu Đài là cái niềm vui chung. Những cơ sở đạo mà thành lập được ở trong nước cũng như ngoài nước trên toàn thế giới đều là cái niềm vui của người tín đồ Câu Đài, thưa anh Nhân. Trước hết từ Nam Mô Câu Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, rất kính chào quý khán thính giả Đài SBN. Tôi là Thông sự Thi Vân Dinh, đại diện cho Thánh Thất Cao Đài Portland, Oregon đến tham dự ngày khánh thành của Thánh Thất Dallas. Trước hết là tôi rất là cảm ơn các đồng bào ở hải ngoại đã ủng hộ để xây dựng cái Thánh Thất của Đức Chí Tôn, con cái Đức Chí Tôn để thờ phượng như thế này. Tôi rất là hân hạnh. Thứ nhất là sau khi được thay thành Thánh Thất thì có rất nhiều quan khách đến tham dự. Thì cũng như lời trong Thánh Ngôn, là từ đây nòi giống chẳng chia ba, thầy hiệp các con lại một nhà. Nam Bắc ra rồi cùng ra ngoại quốc, chủ quyền chân đạo một mình ta. Tôi là Chánh trị sự Nguyễn Công Tranh, quyền đầu tộc đạo của Thánh Thất Đà Lạt Tây Sịt. Có được cái Thánh Thất như ngày hôm nay thì nó qua một cái giai đoạn dài và rất là nhiều khê khó khăn lắm. Từ ngày bắt đầu cho tới hôm nay là dài cả mười năm xây dựng. Thì nhờ được như thế này thì nhiều bàn tay, nhiều đồng đạo, đồng hương từ những thiện nguyện, những thiện nhân từ khắp nơi đóng góp mà ít nhiều vô đây, kể ít nhiều nhiều rồi đồng đạo, mà điều chánh là cái bổn đạo đây là chánh, thì đóng góp ở đây để xây cất nên được cái Thánh Thất này. Tôi là Hiền Tài Quỳnh Văn Bớt, đến từ tiểu bang Tennessee. Cái vai trò của chúng tôi, của tôi là đại diện cho hương đạo Nashville và toàn thể đồng đạo ở vùng Middle Tennessee. Là coi như khi mà đồng đạo nói chung là nhìn thấy những cái hình ảnh khánh thành cũng như đi tham dự những cái lễ động thổ để mà xây dựng Thánh Thất ở nơi hải ngoại này thì đồng đạo rất là vui mừng. Dù sao đi nữa, đó cũng là sự phát triển của nền đạo Cao Đài ở hải ngoại, rất là vui mừng. Tinh thần của đồng đạo rất vui mừng. Và kính thưa quý đài. Thưa tôi là Hiện Tại Ngô Văn Vội. Hôm nay tôi đại diện cho tộc đạo Cao Đài Austin, hướng dẫn phái đoàn gồm có 15 người đồng đạo để đến dự lễ khánh thành của Thánh Thất Cao Đài Garland Dallas Fort Worth. Hôm nay tôi đến dự Thánh Thất Cao Đài Garland Dallas Fort Worth. Tôi rất hãnh diện bởi vì hôm nay phái đoàn Austin đến cũng khá đông, mà toàn thể đồng đạo hướng về Cao Đài hải ngoại để làm thế nào gắn lại, chặt lại tình đồng đạo Cao Đài hải ngoại để xây dựng theo lời thầy dạy là từ trong nước ra hải ngoại, giữ chân truyền để tạo dựng Cao Đài hải ngoại theo đúng chân truyền của Đức Chí Tôn, Đức Phật Pháp cùng các đấng thiêng liêng dạy chúng ta. Đó là con cái của Đức Ngài. Đi tới đâu phải lấy tình thương yêu đùm bọc lẫn nhau để chúng ta dẫn dắt đi đến một con đường ngày nào mà Đức Phật Pháp đã nói đạo thành từ hải ngoại về trung ương tòa thánh Tây Ninh. Kính thưa quý vị, vừa rồi là hình ảnh sinh hoạt của các tín đồ Cao Đài tòa thánh Tây Ninh mừng ngày khánh thành Thánh Thất Dallas. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị và kính chúc quý vị có được một buổi tối an lành bên người thân và gia đình.